비추고 Không phải cục bông xù, cũng không phải sinh vật gì lạ lẫm. Đây chính là một cô chó giống Bichon Frise, có thể đốn tim bất kỳ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bichon Frise là tên của một giống chó cảnh thuộc nhóm chó xù có nguồn gốc từ Pháp. Một trong những giống chó thông minh khá phổ biến vào những năm 1980 và từng là vật nuôi của hoàng gia. Có bề ngoài giống như cây nấm trắng tinh, Bichon Frise được mệnh danh là một trong những giống chó đáng yêu nhất trên thế giới. Tory là một nàng chó thuộc dòng dõi chó hoàng gia, Bichon Frise, vì vậy người ta chẳng còn lạ lẫm gì với vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, những bức ảnh thường ngày của cô nàng được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm và theo dõi của rất nhiều cư dân mạng. Tại sao vậy? Câu trả lời nằm ở bộ lông vô cùng đặc biệt của Tory. Những thành viên nhà chó Bichon Frise thường được biết đến với bộ lông trắng muốt, mềm mại, sợi lông xoăn có họ với nhà chó săn Việt Poodle. Tuy nhiên, Tory lại vô cùng khác biệt trong đại gia đình này nhờ sở hữu cái đầu tròn xoe với kích thước ngoài cỡ. Theo chủ nhân của Tory và cũng chính là người đăng tải những bức ảnh của Tory lên các trang mạng xã hội, sở dĩ cô nàng có chiếc đầu bự như vậy là do lông ở vùng đầu phát triển nhanh chóng, tạo thành khối hình cầu bằng bông trông vô cùng đáng yêu. Đáng yêu nhất là lúc Tory nằm ngủ, khi đó cả thân người cô nàng cuộn tròn lại, nhìn từ xa chỉ còn là một quả cầu bông trắng muốt và mềm mại. Sau khi những bức ảnh của Tory được đăng tải trên mạng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Một chiếc gối ư, nó là một đám mây, một quả bơ có phải không, hay đó là một quả bóng bằng bông? Tuy nhiên khi được biết danh tính thực sự của Tory thì tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và tỏ ra thích thú. Là một cô chó cưng, Tory rất được cưng nựng, được chăm sóc và được mặc những bộ cánh đẹp. Hiện nay những hình ảnh về cô nàng này trên các trang mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều lượt theo dõi từ tất cả cư dân mạng trên toàn thế giới. Được lai tạo bởi người Viking cách đây 2.000 năm, mèo rừng Na Uy nổi tiếng sở hữu bộ lông dài mềm mượt và gương mặt dễ thương. Ngoài ra, chúng có thể chịu rét giỏi và làm một thợ săn cừu khôi. Giá mỗi con dao động từ 600 đến 3.000 USD, khoảng 13,3 đến 66,6 triệu đồng. Mèo Himalaya được lai tạo vào năm 1950 tại Mỹ. Chúng có ngoại hình khá giống mèo Ba Tư, nhưng khác ở đôi mắt màu xanh lam và mặt, tai, chân, đuôi có màu tối. Giống mèo này khá dịu dàng, vâng lời, thân thiện và ôn hòa. Giá mỗi con dao động từ 500 đến 1.300 USD, khoảng 11,1 đến 28,8 triệu đồng. Khác với các giống mèo bình thường, mèo Scottish Fold có đôi tai cụp xuống do đột biến gen. Chúng năng động, dễ hòa đồng và được đánh giá là giống mèo thông minh. Điểm nổi bật ở giống mèo này là chúng có thể đứng trên hai chân sau và quan sát những thứ chúng thích. Mỗi chú mèo cụp tai có giá từ 200 đến 1.500 USD, khoảng 4,4 đến 33,3 triệu đồng. Giống mèo Bone còn được gọi là Finch Peter's Bird, tên tự như sư Ai Cập, có dáng tương đối mảnh khảnh, gương mặt thon dài và đôi tai lớn. Chúng được lai tạo ở Nga vào năm 1994 và gồm hai loại, trụi lông và có lông. Mỗi chú Peter Bone có giá từ 400 đến 1.200 USD, khoảng 8,8 đến 26,6 triệu đồng. Vẻ ngoài của giống mèo mau Ai Cập đã thay đổi một phần so với tổ tiên cách chúng 3.000 năm về trước. Không chỉ có đốm trên lông mà chúng còn có cả trên da. Bạn cần phải chi số tiền từ 500 đến 1.500 USD, khoảng 11,1 đến 33,3 triệu đồng để sở hữu một con mèo Ai Cập cổ đại. Còn được gọi với cái tên mèo lông dài Mỹ, mèo Maine Coon là một trong những giống mèo lớn nhất với cân nặng cho con trưởng thành là từ 5 đến 15 kg và chiều dài khoảng 1,23 mét. Mặc dù có ngoại hình hơi đồ sộ, nhưng giống mèo này lại rất đáng yêu và hòa nhã. Mỗi chú mèo Maine Coon có giá từ 600 đến 1.500 USD, khoảng 13,3 đến 33,3 triệu đồng.
Leopard là một trong những giống mèo kỳ lạ nhất có mặt từ những năm 1980 ở Mỹ. Chúng sở hữu bộ lông xoăn như lông cừu và đặc biệt không gây dị ứng nên thích hợp cho những gia đình có người dị ứng lông. Mỗi chú Leopard có giá khoảng 200-2000 USD, khoảng 44-44,4 triệu đồng. Là một trong những giống mèo lông ngắn phổ biến nhất từ những năm 1893, mèo Nga mắt xanh được cho là đem lại vận may cho chủ nhân của nó, theo quan niệm dân gian. Cũng vì vậy mà nhiều người không ngại ngần bỏ ra 400-2000 USD, khoảng 8,8-44,4 triệu đồng để sở hữu một chú mèo Nga mắt xanh này. Mèo Serengeti được phát hiện vào năm 1994 ở California. Giống mèo này khi trưởng thành có thể nặng đến 12 kg với bộ lông đốm đen, đôi tai lớn và chân dài. Giá mỗi con dao động từ 600-2000 USD, khoảng 13,3-44,4 triệu đồng. Mèo da nhăn, mèo F, được lai tạo ở Mỹ vào năm 2006. Chúng được đánh giá là thông minh, tinh nghịch, tò mò và vô cùng thân thiện. Tuy có vẻ ngoài xấu xí, nhưng mỗi chú mèo F lại có giá 2.000 USD, khoảng 44,4 triệu đồng. Sở hữu bộ lông vằn giống loài hổ, nên tên gọi của giống mèo Tiger cũng mang nghĩa hổ, Tiger. Người lai tạo giống mèo này nói rằng sự xuất hiện của Tiger giúp mọi người ý thức hơn về việc bảo vệ hổ trong tự nhiên. Mỗi chú Tiger có giá 500-3000 USD, khoảng 11,5-66,6 triệu đồng. Mèo tai xoắn Mỹ được lai tạo ở California vào năm 1981. Tai của chúng khi vừa sinh ra đều thẳng, nhưng chỉ sau 3-5 ngày, những cái tai xinh xắn ấy sẽ quặp ra đằng sau và cong lên. Tuy nhiên, đến khi đã già, đôi tai của chúng sẽ bẻ lại như bình thường. Sự khác biệt ở đôi tai đã khiến loài mèo này trở nên có giá trị từ 1.000-3.000 USD, khoảng 22,2-66,6 triệu đồng. Được lai từ giống mèo báo châu Á và mèo nhà, những chú mèo Pincher rất thích bơi lội. Mặc dù nặng tới 4-8 kg, song chúng thường leo lên vai người chủ để thể hiện tình cảm yêu thương. Mỗi chú Pincher có giá từ 1.000-4.000 USD, khoảng 22,2-88,8 triệu đồng. Mèo Safari được lai từ mèo nhà và mèo Giraffe hoang dã ở Nam Mỹ nhằm mục đích nghiên cứu bệnh bạch cầu. Một con mèo trưởng thành có cân nặng trung bình 11 kg và có giá từ 4.000-8.000 USD, khoảng 88-177 triệu đồng. Những chú mèo Khalmani sở hữu vẻ ngoài kiêu kỳ, xinh đẹp, trước đây chỉ sống trong gia đình hoàng tộc và được xem như biểu tượng may mắn, trường thọ và khỏe mạnh. Sở hữu được một chú Khalmani là niềm ao ước của nhiều người, song giá lại rất đắt, từ 7.000-11.000 USD, khoảng 161-254 triệu đồng. Chelsea là một trong những giống mèo cực kỳ quý hiếm, được lai tạo từ giống mèo nhà và mèo rừng. Chelsea vô cùng năng động và hòa đồng, chúng có thể hòa nhập ở bất kỳ môi trường nào, dù là với con người, chó hay các loài mèo khác. Mỗi con có giá nằm ở khoảng 8.000-10.000 USD, khoảng 184-230 triệu đồng. Giống mèo Caracal hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Để sở hữu giống mèo quý và độc nhất vô nhị này, bạn cần chuẩn bị khoảng 7.000-10.000 USD, từ 161-230 triệu đồng. Savannah được lai từ mèo nhà và mèo rừng châu Phi. Chúng là giống mèo lớn nhất với cân nặng trung bình đạt 15 kg và dài 60 cm. Savannah được đánh giá là giống mèo rất thông minh, tính khí ôn hòa, hay tò mò và lanh lợi. Chúng thích tắm, đi dạo và chơi đùa. Mỗi chú mèo Savannah như vậy tầm khoảng 4.000-22.000 USD, khoảng 92-488 triệu đồng. Ashera là giống mèo được lai từ mèo nhà và mèo báo châu Á. Điểm đặc biệt của chúng là ít gây dị ứng, rất thông minh, tình cảm và trung thành. Ashera được mệnh danh là mèo nhà lớn nhất, hiếm nhất và có vẻ đẹp kỳ lạ nhất. Mới đây, cư dân mạng cũng đã một phen phẫn nộ khi một nhóm thanh niên Việt Nam bắt được một chú mèo có hình dạng giống mèo Ashera và mang ra làm thịt, nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Được biết, giống mèo đắt đỏ này có giá từ 22.000 đến 100.000 USD, khoảng 529 triệu đến 2,3 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!